các bạn cho Khải 30 giây, Khải gắn cái microphone lên nha. Dạ vâng, thân ái chào tái ngộ các bạn. Mấy bữa trước Khải quên nói là mà dạo gần đây chắc các bạn thấy mỗi lần mà Khải làm chương trình thì thấy lúc nào cũng có chai wine cooler ha. Thì giống như Khải nói đó, Khải thì thật sự mùa hè trời nóng thì Khải cũng làm một chai bia lạnh. Quăng buổi trưa đó mà mùa hè ở Cali mà đang nóng mà làm chai bia lạnh cũng rất là phê. Khải thì hồi xưa uống Bud Ice, sau này thì uống Miller. Thì giống như Khải nói năm ngoái Khải mua gọi là nói năm ngoái thì hơi quá, tức là cách đây một năm rồi, trước đó có thể là cuối mùa hè Khải mua một thùng Miller 18 chai, thì sau gần một năm dọn nhà thì vẫn còn lại một chai, tức là tính ra như vậy cứ vài tuần mới uống một chai, rồi qua mùa đông thì hầu như không có uống nữa. Nhưng mà mùa hè thì mấy bữa nay Khải thấy là mặc dù nói là đằng sau sân trời rất là mát, rất là mà mấy bữa nay là nếu mà nói theo trên giấy tờ đó là Cali, cái chỗ Khải ở mấy bữa nay nó khoảng là 82, 83, 85, 86 độ F, tức là khoảng 27, 28, 29 độ C, tức là cũng rất là lý tưởng, mà nhất là nếu mà có bóng râm, đằng sau có vườn thì rất là mát. Nhưng mà nói chung là uống, Khải thấy uống bia cũng không có phê, mà tự nhiên không biết là già nó đổi nết hay sao mà hôm bữa ghé mua thử một cái tức là một sâu wine cooler này thì uống thì thấy hợp hơn. Thành ra nói cho các bạn biết thôi, tức là mình cũng trời nóng thì uống cooler cho nó thoải mái thôi, chứ cũng không phải thanh minh thông nga. Nhưng mà Khải thì không có thói quen là la cà nhậu nhẹt, chén chú chén ăn cùng ly, rồi vô nhất là không có chuyện mà đấu nhau rồi này kia, không có ham uống để mà thi đấu coi tưởng lượng rồi này kia, thì Khải không có ham mấy cái chuyện đó. Có một thời gian về thì về Việt Nam, khi mà Khải nói đi với anh Sáu Tốt giám đốc cả nhà rồng đó, hồi đó là cứ mỗi tuần hai ba tuần kéo nhau đi Nhà Bè, đi Cần Giờ, đi xăng thì cũng vác theo cái can 20 lít. Có một lần Khải mua mấy người, có ba bốn anh em mà vác cái can 20 lít đi mua để uống, xong mà Khải về Khải nằm liệt giường 3 tuần luôn. Thì hôm qua Khải mới xem lại thì cũng mới đây ở Việt Nam có một cái ca mà 4 người cũng uống 6 chai, cuối cùng 1 người lên đường, 3 người đang nằm bệnh viện là trong tình trạng nguy kịch. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bị ngộ độc ethanol, có nghĩa là không phải rượu mà là chỉ là cồn pha nước rồi đem bán giả làm rượu. Thì Khải nghĩ Khải cũng từng là một nạn nhân, mà may mắn mà cái kỳ đó là không chết, mà trên đường về là vẫn còn lết được về đến nhà, từ Cần Giờ qua 3-4 cái phà về đến nhà, nằm liệt giường 3-4 tuần. Thì giống như Khải nói, Khải thì không có lên án những người nhậu nhẹt, đó là cái chọn lựa của mỗi người. Khi cần thiết, cái lúc mà còn giao du đó, nhất là ở Việt Nam á, thì ai đến đâu Khải cũng đến đó, cũng say chừng, cũng lúc kẹt 6-7 chai, 10 chai uống cũng được. Nhưng mà chủ yếu Khải nếu mà một mình thì lâu lâu trời nóng thì uống rồi thôi. Còn uống chừng một chai, dạo này Khải nhớ là uống hình như chưa hết một chai là đã ngừng rồi, uống cứ bỏ dở không có uống hết, chứ không có nhu cầu uống 2-3 chai. Nhưng mà có điều cái wine cooler này thì có lúc uống, thấy mấy bữa nay uống một ngày uống cũng 2 chai được, tại vì uống nó giống như nó ngon ngon, giống như kiểu người Pháp người ta ăn cơm người ta uống thêm cái rượu vang đó, thành ra Khải thấy Khải uống cái này cũng nó vui vui thôi, thành ra nói dòng dòng. Dạ vâng, rồi chút nữa Khải sẽ ăn cái hamburger này sau. Bây giờ trở lại là giống như Khải nói, mỗi ngày Khải sẽ cố gắng làm một chương trình thì nói về
cái công việc mà hồi hôm qua Khải có trình bày đó, Khải thấy cái trên YouTube thì nó đề là cái clip đó là hơn một tiếng, tức là khoảng 65 phút, nhưng mà cuối cùng thì nó chỉ có record, tức là nó ghi lại, nó giữ lại và còn có hiện trên cái YouTube là có 30 mấy phút thôi, 35 phút thôi. Nhưng mà Khải nghĩ cũng ok, tại con người cũng là cố vấn hướng dẫn Khải thì cũng có khuyên Khải nó thôi, nói ít hiểu nhiều, nói dài trở thành nói dài, nói dài. Thành ra nói chung Khải cũng cố gắng nghe lại thì thấy là trong vòng 30 mấy phút đó như vậy là nói cũng đủ rồi, không cần phải nó dông dài nói mà ngồi miên man cho đến 2-3 tiếng đồng hồ thì cũng là nhàm chán, mà làm cuối cùng nó đi dông dài, nó không đến đâu. Thành ra cũng coi như là hy vọng trong tương lai Khải cố gắng làm nhiều chương trình, và mỗi chương trình thì ngắn gọn thôi, chừng nửa tiếng như vậy chắc cũng tạm đủ rồi. Còn chừng nào mà cần phải trình bày diễn giải minh chứng đồ này kia đó, hoặc là có khách mời thì có thể nói lâu hơn. Còn riêng Khải nếu mà mình nên thì chắc nói cô đọng chừng mười mấy, 20-30 phút thôi. Thì trở lại cái vấn đề hôm qua, kính thưa quý vị, là Khải nghĩ cái phần sau Khải đang muốn giải thích đó là cái vấn đề mà chúng tôi đang tiến hành cái công cuộc bãi nhiệm năm qua, là nó hoàn toàn là vì cái mục đích trong sáng, tức là vì cái bảo vệ cái danh dự của cộng đồng, bảo vệ sức mạnh của cộng đồng, bảo vệ danh dự của cộng đồng. Tại vì giống như chúng ta thấy là tại khi mà báo truyền thông chính thống dòng chính Hoa Kỳ địa phương, nói là địa phương chứ cái cơ ngơi họ cũng hàng trăm triệu đô la, tức là khi mà người Việt mới chân ướt chân ráo đến đây, khi mà chưa có những cái mạng xã hội đó, thì giống như chúng ta nhìn lên họ giống như là nhìn trên trời một cái núi Thái Sơn vậy. Tức là một ngày họ phát hành mấy trăm ngàn số báo, trong khi đó một cái tờ Nhật báo mà uy tín lớn nhất của cộng đồng người Việt thì một ngày phát hành cùng lắm là mười mấy ngàn số, mà thật sự bán được chừng 10.000 số thôi. Tức là cái số lượng người theo dõi phát hành cũng chỉ được chừng 10.000 độc giả, trong khi đó họ là hàng mấy trăm ngàn độc giả, hàng triệu độc giả. Những tờ như là LA Times, OC Register, tại vì các bạn nhớ không, nói là cái kinh tế của Cali đứng hàng thứ 10 trên thế giới, hay là đứng thứ 7, thứ 8 gì trên thế giới đó, so với một nước, tức là cái tiểu bang Cali nó về tiềm năng, tiềm lực kinh tế, về cái doanh số, về cái mãi lực, họ còn qua mặt cả Pháp, cả Nga, cả Đức, cả Ý đồ này kia, phải mới có qua hơn Anh hay không. Nhưng mà một mình Cali nó vậy, thành ra các bạn thì tưởng tượng, mặc dù nói là báo địa phương nhưng mà cái tầm ảnh hưởng nó rất là lớn. Và cái tờ LA Times đó, tức là cái tờ báo mà của cái thành phố lân cận LA County, LA City đó, nó gọi là Los Angeles đó, là cái tầm ảnh hưởng nó là quốc gia, quốc tế. Và khi mà những cái tờ báo đó họ viết bài về cái cộng đồng mình, họ viết về cái hội đồng thành phố Westminster, thì giống như Khải nói đó, họ không có nói toẹt ra như Khải, nhưng mà cái người có tinh tế, có hiểu biết, có trình độ đọc là biết họ phỉ nhổ, họ lên án, họ phanh phui. Và mặc dù nói là họ nhận định, họ tường trình, nhưng mà qua những cái thông tin họ đưa ra, qua những cái kết luận, qua cái cách họ trình bày, thì sẽ thấy được cái sự đánh giá của họ. Nếu mà họ không lên án, họ không chỉ trích, nhưng mà rõ ràng nó sẽ gây một cái ấn tượng, nó dẫn dắt để cho độc giả của họ, tức là cư dân bản địa, tất cả những cái người sinh sống trong vùng Nam Cali, họ sẽ có một cái nhìn rất là không có thiện cảm với cộng đồng mình, nếu mà không nói là khinh thường, coi thường, khinh bỉ những cái thành viên của hội đồng thành phố Westminster. Đó là lý do mà tại sao mà Khải nói là cái công cuộc bãi nhiệm năm qua này là nhằm cái mục đích bảo vệ danh dự cộng đồng. Và nói về sức mạnh cộng đồng thì có lẽ các bạn ở xa không biết, chứ còn qua những cái cuộc bầu cử địa phương của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, Khải nghĩ những người khác thì không biết, chứ ít nhất
những người trong bộ sậu của hơ, Khải không biết bạn thân hơ có biết hay không, nhưng mà những người nói chung là nằm trong cái ban vận động tranh cử có quan tâm theo dõi cái sinh hoạt cộng đồng đó, thì Khải bảo đảm qua từ cái lúc mà thượng nghị sĩ Trần Ánh Nguyễn bắt đầu ra tranh cử chức giám sát viên đối đầu với phe đảng Trần Thái Văn, thì Khải không ai xui khiến, cũng chẳng ai biết hết đâu, một mình lên Khải tự Khải làm. Hàng đêm Khải đi cắm, những cái bạn mà Khải nói là mỗi đêm Khải đi cắm vậy là Khải lái xe cả mấy chục cây số, cả trăm cây số một đêm như vậy, cắm cả trăm cái bạn, mà Khải tốn qua cái giai đoạn đó Khải tốn cả mười mấy ngàn đô la, mà Khải hoàn toàn là một người chân chính vô sản, không có tiền, không có bạc gì hết. Chẳng qua cái lúc đó lâu lâu có một nguồn tiền đâu nó rớt xuống thì Khải xài như vậy thôi, thì Khải tốn cả mười mấy ngàn đô la chỉ đi cắm bạn thôi. Thành ra, và khi đó thì thượng nghị sĩ Trần Ánh Nguyễn là đắc cử, chỉ hơn được luật sư Nguyễn Quang Trung có 3 phiếu thôi, hoặc là 7 phiếu là tối đa. Thì kể cả anh Nguyễn Hồng Phúc, anh cũng nói là anh cũng vận động gia đình anh để mà có một số phiếu cho thượng nghị sĩ Trần Ánh Nguyễn. Thành ra Khải không bao giờ dám nhận vơ, giống như đám Nguyễn Quốc Lâm nhận vơ, nói là nhờ cái công của mình mà thượng nghị sĩ Trần Ánh Nguyễn mới đắc cử. Nhưng mà phải nói là những người như Khải, những người như anh Nguyễn Hồng Phúc và những người khác, tất cả những người đã ủng hộ, đã vận động, đã góp phần cho thượng nghị sĩ Trần Ánh Nguyễn, tức là ba cây chụm lại thành hòn núi cao, và từng giọt nước nó mới biến thành dòng sông, nhiều con sông nó mới biến thành đại dương. Thành ra nói chung là mỗi người góp một bàn tay, thì Khải muốn nói là Khải đã bỏ rất nhiều công sức để mà vận động cho những ứng cử viên gốc Việt, giống như sau này giám sát viên Andrew Đỗ cũng vậy. Họ không thể phủ nhận, họ không thể chối được cái chuyện mà cái công lao, cái đóng góp của Khải khi mà Khải ngồi trên cái chương trình radio của cô Bùi Bích Hà, và lúc đó là giám sát viên Andrew Đỗ cũng đi ra đi vô, cũng biết, cũng gặp mặt nhau. Luật sư Lê Công Tâm lúc đó còn, trước khi mà Khải đọc cái bài diễn văn trước cái đêm mà ngày mai bỏ phiếu, cái đêm đó là cái chương trình cuối cùng trước ngày bầu cử, Khải còn viết một cái bài diễn văn để Khải đọc. Và ông Lê Công Tâm, ông đọc xong, ông cũng có góp ý, và Khải cũng đồng ý là lược bỏ một số cái đoạn dư thừa. Và khi Khải đọc xong là chính cô Bùi Bích Hà còn nói là quá hoàn hảo. Khải hỏi cô có gì để nói thêm không? Cô nói không có gì để nói thêm hết. Và sau đó Andrew Đỗ cũng đắc cử, có được hơn ông Lou Correa có 40 phiếu thôi. Một lần nữa Khải không dám nói cái đó là công lao của Khải, nhưng mà những người như Khải có góp phần để mà đưa những cái ứng cử viên gốc Việt này đắc cử, để mà nắm giữ những cái chức vụ quan trọng, những cái chức vụ cao, gọi là danh giá trong dòng chính. Khải nói như vậy không phải kể công để mà khoe công, để mà giành phần, để mà xin chút giấy máu ăn phần, chút đỉnh chung, hay là xin job, hay là xin hợp đồng, hay là cái gì hết. Bằng chứng là mấy chục năm nay là quý vị biết, ai hỏi có bây giờ Khải liên lạc với bà Trần Ánh Nguyễn hay là Andrew Đỗ hay là cái gì đó, không bao giờ có chuyện đó. Khải không cần cái chuyện mà vinh danh tuyên dương, ghi công rồi trả công rồi này nọ. Còn có những đứa thối miệng ngu dốt nói là Khải nhận tiền của bà Kim Lê Hồ mười mấy ngàn, cái chuyện đó rất là ngu dốt. Khải là làm chương trình radio, Khải làm báo, Khải là người trình bày, Khải viết bài, thì cái chuyện đó là cái công việc của Khải, thì ai muốn Khải trình bày design flyer hay là Khải làm báo, ai muốn đăng quảng cáo thì phải trả tiền. Cái đó là chuyện kinh thiên địa nghĩa thôi, không có nghĩa là Khải là tay sai, là viết mướn gì cho ai hết. Những cái đứa ngu dốt, đần độn như vậy không xứng đáng để mà nói là làm truyền thông, làm báo chí hay là cái gì hết. Những thứ đó không phải là trí thức, những thứ đó là thứ rác rưởi, tay sai, chó sủa mướn. Xin lỗi các bạn, Khải đang tính là từ giờ trở đi là mình nói chuyện ôn hòa, điềm đạm, không có chửi bới, không có lên giọng, thành ra Khải xin lỗi. Nhưng mà lâu lâu thì con người mình nó cũng không có gọi là kiểm soát được giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thì anyway, Khải nói như vậy là trở về là đó là cái điểm Khải muốn nói, kính thưa quý vị, là bảo vệ sức mạnh cộng đồng. Khải đã chứng minh được cái chuyện đó. Quý vị nào ở sống ở California, ở Nam California, ở quận Cam,
đã từng theo dõi những cuộc tranh cử bầu cử ở quận Cam, thì Khả nhắc cho quý vị biết cái lần bầu cử đầu tiên của thường giám sát viên Trần Ánh Nguyễn với luật sư Nguyễn Quang Trung, tức là cuộc đối đầu giữa băng đảng bố già Trần Thái Văn với Lê Công Tâm, Andrew Đỗ và giám sát viên tương lai Trần Ánh Nguyễn đó. Thì nếu mà các bạn nào để ý, Khả nhắc để quý vị biết thôi, tại vì nói chung trong cái thời gian sắp tới, Khả chỉ yêu cầu quý vị công tâm, khách quan, nhớ lại, nhìn lại để mà so sánh đối chiếu những cái dữ kiện, những cái thông tin, những cái gì mà Khải đã từng làm, Khải đã từng tuyên bố, những cái bài viết, những cái lời hô hào vận động của Khải và những gọi là băng đảng, tức là họ gọi Khải là thế lực thù địch, thế lực phản động, phá rối cộng đồng, thì họ cũng như cộng sản, tức là những cái guồng máy chế độ độc tài, băng đảng mafia đang thống trị, đang khuynh loát cộng đồng, và họ muốn bảo vệ cái quyền lực của họ, cái sự độc tài của họ. Thành ra họ sẽ tìm cách gọi là chụp mũ vu khống, giống như Việt Nam sẽ gọi Khải là thế lực thù địch, có những cái đạo luật điều 78, 331 để mà truy tố, để mà giam giữ những người đối lập, những người dám nói lên sự thật, dám chỉ trích chế độ. Thì ngược lại bên đây cũng vậy, kính thưa quý vị, cái băng đảng mafia này họ nắm truyền thông trong tay mấy chục năm nay rồi, họ toa rập với nhau để sẵn sàng vu khống, chụp mũ bất kỳ ai dám nói lên sự thật, có tiếng nói đối lập để mà phanh phui những cái sai trái gian trá của họ. Thì cái mà Khải không có, Khải không có cái guồng máy, Khải không có chức vụ, cái băng đảng giống như họ, nhân sự giống như họ, tài lực giống như họ. Cái mà Khải chỉ có đây là dựa vào chính nghĩa, dựa vào sự thật, dựa vào cái nguyên tắc, cái tôn chỉ là bảo vệ danh dự, bảo vệ sức mạnh cộng đồng và bảo vệ tương lai của cộng đồng. Và để làm như vậy, Khải chỉ có thể kêu gọi quý vị so sánh đối chiếu, công tâm, xét lại, nhớ lại, nhìn lại những gì đã xảy ra mấy chục năm nay ở cộng đồng này. Thì trở lại, Khải muốn nhắc nhở quý vị, từ khi mà giám sát viên Trần Ánh Nguyễn, khi đó mới là nghị viên, ra ứng cử đối đầu với băng đảng Trần Thái Văn, mặc dù lúc đó Khải gặp họ hầu như hàng tuần, vài ba tuần, tại vì họ có làm việc với cái những cái người mà Khải cũng gọi là nhân viên của cái trung tâm đó, thì họ cũng có đến đó và Khải cũng có thấy họ thường xuyên. Nhưng mà không biết trời xui đất khiến hay là vì cái hơn cái linh tính, cái trực giác cho Khải biết mà Khải không có tham gia cái băng đảng của họ. Và khi mà giám sát viên Trần Ánh Nguyễn ứng cử, thì quý vị nào còn nhớ là cái thời điểm đó, Khải không nhớ là năm nào, có thể là năm 2007 hay là năm nào đó, Khải quên mất rồi, 2005, 2007 gì đó. Thì hàng đêm Khải đều đi cắm cái bảng VietYouth.net, VietYouth Forum. Và có nhiều người còn hỏi là, ủa mày là cái gì, VietYouth Forum là cái gì, VietYouth.net là cái gì, tao thấy mày cắm bảng đầy đường, không biết mày là cái gì. Thì kính thưa quý vị, khi mà Khải cấm bạn như vậy đó, là cái người mà chửi Khải là họ chửi đúng. Tại vì khi mà mình cấm bạn, mình quảng cáo thì mình phải có sản phẩm, mình phải có một cái gì đó để khi mình quảng cáo thì người ta sẽ mua sản phẩm của mình, hoặc là như người ta vào cái website của mình thì mình có view, có tiền hay là cái gì đó. Hoàn toàn Khải không có một cái gì hết, Khải chỉ có cái forum, cái diễn đàn trên mạng, và vô đó thì Khải cũng không có phải để khoe danh, khoe tên, để chứng minh, thể hiện tao là admin, tao có quyền bịt mõm người này, cho người kia nói, rồi cho người này làm moderator, rồi không có chuyện đó. Khải không bao giờ mà thể hiện, làm những cái trò rùi bu đó. Khải chỉ cố gắng duy trì cái forum, cái diễn đàn, nhưng mà đó lại là một chuyện khác. Tại vì thời đó thì giống như Khải nói, những cái nó gọi là establishment, những chế độ độc tài, những cái băng đảng đang khuynh loát, kiểm soát cộng đồng, thì họ có tổ chức, họ có thế lực,
Thành ra họ xem những người như Khải là những thành phần thế lực thù địch, những thành phần đối lập, những thành phần gọi là gây rối, gây bất lợi cho họ. Chứ còn không có chuyện Khải gây rối cho cộng đồng, chỉ có gọi là gây bất lợi cho họ, phanh phui những cái sai trái, những cái trò chiêu trò bịp bợm, ma mãnh của họ. Thành ra là kể cả khi mà Khải, hồi đó Khải không có tiền, nhưng mà Khải nhớ để các bạn biết rồi, cách đây mười mấy 20 năm, để duy trì một cái domain, một cái mạng xã hội, một cái trang nhà, một cái .com, một cái .net, và nhất là một cái diễn đàn đó, diễn đàn mạng đó, thì nó rất là nhiêu khê, nó đòi hỏi phải có người giống như anh Hoàng Ngọc Diêu ở bên Úc mà lo về cái khâu kỹ thuật bảo mật, an toàn cho X-Cafe đó. Tức là cái mà Khải làm là giống như diễn đàn X-Cafe đó. Tức là Khải muốn làm mà Khải không không làm được. Mà cái Khải muốn làm mà là người làm được, đó là giống như X-Cafe, diễn đàn X-Cafe. Nói vậy để cho các bạn hiểu. Tức là cái Khải muốn làm là cái giống như X-Cafe, Khải thì Khải không làm được. Có những cái như là đặc trưng đồ này kia, nhưng mà họ lại thiên về, đối với Khải nó chỉ là một cái câu lạc bộ, tức là họ có nhân sự, họ có kỹ thuật, họ nắm được, họ có những cái nhân lực để mà quản trị, để mà duy trì, để mà lập trình, để mà thực hiện duy trì một cái diễn đàn. Nhưng mà cái diễn đàn đó nó gần như một cái dạng, một cái câu lạc bộ, để mà Khải không dám dùng từ tự xướng, nhưng mà để mà anh em tập tụ họp lại để mà coi như là giao lưu với nhau thôi. Còn Khải, Khải muốn làm một cái diễn đàn để mà thảo luận chính trị, tranh luận chính trị, để tìm ra giải pháp, để phanh phui, để lên án, để chỉ trích, góp phần khai thông dân trí. Và Khải nghĩ có một thời gian diễn đàn X Cà Phê đã làm được cái việc đó, đã có cái khả năng có thể vượt vũ môn để trở thành giống như là Facebook, giống như là YouTube vậy đó. Tức là một cái nền tảng để mà có thể quy tụ được rất là nhiều những cái người thành viên, để mà ai cũng có thể tham gia, ai cũng có thể trình bày, chia sẻ, để mà tranh luận, thảo luận, để mà học hỏi. Nhưng mà rất tiếc, kính thưa quý vị, kể cả X Cà Phê có anh Hoàng Ngọc Diêu là một, gọi là Khải không dám nói thiên tài, nhưng mà một chuyên gia về về vi tính đó, chuyên gia về thảo trình, chuyên gia về bảo mật đó. Tức là anh ta làm ở cái góc độ đó, nó gọi là cái tức là không phải là chỉ là một kỹ sư, một thảo trình viên, mà cái đẳng cấp của anh Hoàng Ngọc Diêu nó đẳng cấp quốc tế. Tức là có nhiều người đã gọi anh ta là sư phụ, giống như là một chuyên gia về bảo mật, và anh ta đã được Việt Nam mời về để mà làm việc nữa. Mà kể cả những người như anh Hoàng Ngọc Diêu mà đứng ra duy trì để mà lo về cái phần bảo mật cho X Cà Phê, mà cuối cùng cũng phải bỏ tay, cũng X Cà Phê cũng bị đánh sập, cũng dẹp tiệm. Đương nhiên là không phải chỉ vì vấn đề kỹ thuật, mà nó tức là bên Việt Nam, bộ bộ công an, bên cục an ninh, những người mà gọi là đập tan những cái thế lực thù địch, tìm cách mà xâm nhập để mà triệt hạ những cái tiếng nói đối lập mà có thể gây nguy hại cho chế độ đó, thì họ đã dập sập được X Cà Phê qua nhiều cái thủ đoạn nó liên quan đến nhân sự, tức là về vấn đề gián điệp, về vấn đề mỹ nhân kế, hơn là dùng kỹ thuật. Nhưng mà Khải nói như vậy để các bạn hiểu là cá nhân Khải cuối cùng Khải cũng chỉ làm việc có một mình Khải thôi, mặc dù Khải biết những người như anh Hoàng Ngọc Diêu, rồi bên phía đặc trưng Khải quên tên những người đó rồi, họ biết Khải, Khải biết họ rồi, giống như nhà bác, anh Trần Trung Đạo năm 1999 cũng đã đồng ý và đã kêu gọi hô hào một số những anh chị em đã gọi là về cái, tức là khi mà Khải kêu gọi là VietChat, cái khởi điểm là VietChat Forum, diễn đàn VietChat, và Khải nghe phong phanh là Việt Media sẽ mua lại VietChat, thì Khải có trình bày với anh em, Khải nói không, Khải không nghĩ là đây là một cái vấn đề mua bán đầu tư kiếm lợi, mà đây là một cái phương thức để bên Việt Nam họ bịt miệng cái diễn đàn. Nếu mà anh em, tức là Khải chỉ nói với những cái thành viên sinh hoạt trong cái diễn đàn chính trị, nó gọi là General Discussion, thảo luận chính trị, thì Khải 24 trên 24 Khải đóng đô trên đó, Khải mở một cái topic ra, Khải bất kỳ ai mà vô mà phản bác là Khải phản biện lại.
giống như một cái dạng một cái võ đài mà Khải thực túc trực 24/24, Khải phản bác là một mình Khải có thể đấu với tất cả những cái bò đỏ dư luận viên mà phản bác tranh luận cái đề tài đó, là Khải sẵn sàng lúc nào Khải cũng túc trực, Khải sẵn sàng trả lời để mà phản biện hết đó. Bởi vậy Khải mới nói là Khải tự tin là ít nhất bạn Võ Văn Thưởng vào cái thời điểm 1999 phải biết Khải với cái nick là Việt Youth. Nhưng khi mà cái Việt Chat là bị Việt Media mua thì Khải có nói là không, tức là Khải nói với những thành viên mà tham gia thảo luận chính trị đó, trong đó có anh Trần Trung Đạo, thì Khải nói là Khải thì không có khả năng về kỹ thuật, Khải không có khả năng tài chính, Khải không có uy tín, chẳng có bằng đảng, chẳng có đàn em gì hết đó, Khải có mình lên thôi. Nhưng Khải nghĩ họ muốn bịt miệng Vietjet, đây là họ mua Vietjet để mà mua xong là đóng cửa, tức là để bịt miệng cái diễn đàn này. Thành ra chúng ta, tức là Khải kêu gọi những thành viên mà đang tham gia thảo luận chính trị đó, phải nói là mình phải tìm một cái chỗ nào đó để mình chuẩn bị, mình di cư, mình di tản qua một cái diễn đàn khác. Thì cái thời đó có một số, Khải quên hết cái đó, tự nhiên Khải quên, đó là cái nền tảng gì, có một cái nền tảng Easy Forum hay là cái gì đó, đại khái như vậy. Thì có một cái nền tảng hình như cũng do người Việt sáng lập ra, và Khải nghe nói là có lúc mà có người gợi ý rồi mua mấy chục triệu đô la mà cái người này không bán. Thì nó là một cái nền tảng giống như là Facebook, YouTube vậy đó, nhưng mà nó không phải là làm video, không phải hình ảnh, mà nó là những cái diễn đàn. Tức là khi mình ghi danh có cái tài khoản với họ thì mình sẽ là làm chủ admin một cái diễn đàn. Thì cái diễn đàn đó các bạn có thể mở ra nhiều cái phòng, và mỗi phòng đó thì sẽ có nhiều cái topic, và mình có quyền là cho người này làm moderator, cho người kia làm moderator, để làm sao để xóa bài, để đóng topic, để xóa topic, ví dụ như vậy. Tức là mình có quyền quản lý, giống như các bạn làm chủ tài khoản của Facebook thì các bạn có thể mở những cái tút và các bạn có quyền xóa những cái comment. Thì đại khái đây nó là chuyên về cái diễn đàn, thì nó chủ yếu là mở nhiều cái sub forum, tức là những cái phòng nhỏ, và những trong phòng nhỏ đó thì sẽ có những cái topic, và cái người mở topic thì có quyền là gì đó, đương nhiên có được tên tuổi. Cái người mở topic là giống như cái chủ tút đó, rồi cái người chủ admin của cái tài khoản chính thì sẽ là chủ cái diễn đàn. Nói dài dòng để Khải nói là cái vấn đề Khải rất là yếu kém trong vấn đề đối nhân xử thế. Thành ra khi mà những cái người Khải nghĩ trong đó có rất nhiều nhân tài, có rất nhiều người có tên tuổi, bây giờ Khải cũng không biết họ là ai. Có điều Khải bảo đảm là trong đó có một số người bây giờ đã là những em bé hồi đã biết Khải bây giờ đã là bác sĩ, đã là tiến sĩ, đã là kỹ sư, đã là chuyên gia hết rồi. Tại vì cái thời Khải sinh hoạt, Khải kêu gọi như vậy là 1999, nếu mà bây giờ tính ra đã là 24 năm rồi. Thì một trong những người mà Khải còn nhớ là anh Trần Trung Đạo, thì mặc dù ảnh thì có uy tín hơn, nhưng mà ảnh đồng ý, ảnh tin tưởng Khải và di cư qua cái chỗ, cái diễn đàn của Khải là Việt Youth Forum. Nhưng mà giống như Khải nói là thứ nhất là Việt Youth Forum đó mình chỉ là đăng ký một cái tài khoản của cái nền tảng EasyBot gì thôi. Và trong lúc đó thì Khải cũng chưa có kinh nghiệm. Thành ra mình đã gặp nhiều, đã những cái sai lầm. Thành ra cuối cùng thì cũng tan đàn sẽ nghe. Nói dông dài như vậy thì để cho các bạn biết là qua quá trình mấy chục năm mà Khải vẫn tiếp tục duy trì Việt Youth Forum qua cái trang Việt Youth.net, và rồi Khải tự làm. Thì một mình Khải, giống như Khải kể, X Cafe còn bị đánh sập, mà thành ra bản thân Khải là cái phần kỹ thuật Khải không bảo mật được, Khải không duy trì được, cũng như Khải cũng hơi ngang ngược, Khải không có câu view, Khải không có biết khéo léo để lôi cuốn, để quy tụ quần hùng. Thành ra cuối cùng là Khải vẫn duy trì cái Việt Youth Forum, cái diễn đàn tuổi trẻ mấy chục năm trời, nhưng mà nó chỉ là xìu xìu ở nền thôi, nó cũng không có gì là được lên đến một cái đỉnh điểm, một cái đẳng cấp giống như là diễn đàn X Cafe. Bởi vậy Khải mới nói là Khải công nhận là cái chuyện mà Khải làm không được, mà hình như cái đó là anh Nguyễn Công Huân anh làm được, và những người khác, Thin Man rồi này kia, nhiều người
cộng sự với họ, trong đó có anh Hoàng Ngọc Diêu, họ làm được cái chuyện Khải muốn làm. Trở lại thì sau khi mà bắt đầu Facebook nó ra đời thì Khải cảm thấy là ồ, tại sao mình Khải bỏ, các bạn phải biết là tốn rất là nhiều thời gian công sức cũng như tiền bạc, tức là tiền hồi đó rất là mắc, để mà có thể duy trì, để mà đăng ký diễn đàn, mua giờ, trả đủ thứ tiền rất là tốn kém, phải tốn rất là nhiều tiền, nếu mà nói cả trăm ngàn thì hơi quá, nhưng mà các bạn tự biết qua mấy chục năm trời duy trì những cái mạng, những cái trang, rồi những cái diễn đàn như vậy thì cuối cùng cũng không đi đến đâu. Thì cuối cùng Khải mới thấy là Facebook nó có những cái group, thì Khải mới dùng cái Facebook để tạo ra những cái group. Thì sau này có những cái group của Khải là Việt Youth, Khải vẫn dùng là Việt Youth Forum, và có những lúc Khải để tất cả mọi người làm admin, trong đó cái anh chàng là thị trưởng Gone Girl bây giờ nè. Phải nhớ lúc đó là cũng cái những group đó không có bao nhiêu group, có được 5-10 ngàn thành viên đâu. Cái thời cách đây 10 năm đó thì cái group Việt Youth của mình là cũng tương đối là mạnh, nó có cả mới vô đã có 5-10 ngàn thành viên rồi, tại vì Khải sinh hoạt mấy chục năm trời trên mạng mà. Thành ra khi mà Khải lập cái group đó thì Khải cũng kêu gọi được nhiều người biết, thì Khải mới để cho mọi người làm admin, có ông Phát Bùi, có Steve Jones rồi này kia, thị trưởng Gone Girl. Thì có một bữa đẹp trời tự nhiên cái kênh nó biến mất, tức là cái kênh của mình nó đang là một cái group mở, các bạn biết không, tự nhiên nó biến thành private. Thì Khải mới ngạc nhiên, Khải nhìn lại thì thấy là anh chàng Steve Jones này anh đóng cái kênh, đóng cái group của mình. Cái Khải mới gọi cho anh Khải hỏi, cái anh nói tại vì thấy nó notify, nó suốt ngày nó notification, nó báo tao ken suốt ngày, tao chịu không nổi. Cái mình mới bực mình, mới nói mẹ, nếu vậy thì anh tại sao anh không, tức là tôi tôn trọng anh, tôi để anh làm admin, thì anh không thích thì anh rút ra khỏi nhóm, hay là anh tự anh không làm admin nữa thôi, chứ mắc mới gì tự nhiên anh đóng nguyên cái group về bao nhiêu ngàn người, trong đó công sức tôi xây dựng bao nhiêu năm trời. Nói bực quá rồi cuối cùng không gì, anh xin lỗi thôi rồi cũng huề. Rồi Khải lại phải điều lại những cái group mới, và cứ như vậy Khải nó phải duy trì trên Facebook cũng cả 10 năm trời. Thì Khải còn nhớ lúc đó là cái thời gian sau cái vụ Steve Jones á, thì Khải xin lỗi mọi người, Khải nói vì cái sự cố, cái sự kiện mà của Steve Jones á, thì Khải xin phép là không có để cho ai làm admin nữa. Cái vấn đề không phải là không tôn trọng mọi người, nhưng mà nói chung tránh gây phiền phức cho mọi người, và tránh để mà xảy ra cái tình trạng một người có thể tự động đóng cái kênh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của bao nhiêu ngàn người. Thì một thời gian sau thì Khải có hỏi anh Hoàng Ngọc Diêu, luật sư Nguyễn Văn Đài và anh Vinny Trần. Sau này có anh Charlie Vũ nữa. Charlie Vũ là ảnh là có bán bảo hiểm ở quận Cam này, và ảnh là cũng có nhiều người biết ở đây, tức là người thật việc thật. Khi mà Khải gặp ảnh, Khải nói chuyện thì thấy là cũng ảnh có vẻ quan tâm đến cộng đồng, ảnh là người thật việc thật. Thì nhưng mà anh Charlie Trương thì không có tham dự nhiều, nhưng mà cái người mà như anh Vinny Trần là ảnh biết Khải, ảnh cũng có biết Charlie Nguyễn Mạnh Trí khi mà Khải ứng cử lần đầu tiên. Khải nhờ anh Vinny Trần, tại vì anh Khải biết ảnh từ trong nhóm Lạc Hồng với luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, rồi nhóm Lạc Hồng, thầy Châu, nhà sĩ Tuyết Bình và anh Tạ Trung, kỹ sư Tạ Trung. Khải biết nguyên nhóm đó từ 20 năm nay, đúng rồi, khoảng 20 năm nay rồi. Thành ra năm 2012 khi mà Khải ra ứng cử thì Khải có nhờ anh Vinny Trần làm campaign manager cho Khải. Thì khi đó thì anh Vinny Trần có nói là ồ, Charlie cũng ứng cử, mà Charlie là bạn của anh, thành ra có giới thiệu để Khải nói chuyện với Charlie. Thì cái đó lại là một cái chuyện khác. Nhưng mà nói như vậy để các bạn biết, những người mà bốn cái người chính mà khoảng 10 năm vừa rồi Khải mời làm admin cho cái group của mình đó, tức là Khải hoàn toàn Khải không dính vô, tại vì Khải nói Khải lập group, duy trì group, không phải để mình thể hiện, để mình chứng minh mình là admin. Thành ra lúc đó Khải mới mời luật sư Nguyễn Văn Đài, Khải có mời anh Trần Trung Đạo mà anh nói anh bận, luật sư Nguyễn Văn Đài, anh Vinny Trần, anh Charlie Vũ, thì anh hình như Charlie Trương Vũ, thì anh tức là sau này có một thời gian, có thể là 1-2 năm Khải có nói chuyện vài lần. Thì trong cái giai đoạn đó, hình như cách đây khoảng 5-10 năm gì đó, cái lúc Khải ra ứng cử hay là sau đó đó, thì ảnh có cũng có nói chuyện bàn thảo chút định, nhưng mà ảnh thực sự không có involve, không có làm việc nhiều với cái group. Chỉ có cái chính là
có một thời gian Hải cũng mời ông Phát Bùi, tức là lúc đó là chủ tịch ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, rồi nghị viên. Nhưng mà ông Phát Bùi thì nếu mà có để tên ông làm nghị viên thì ông cũng biết biết vậy thôi, chứ ông cũng không tham gia. Thành ra cái chính, hồi nãy Hải nhắc tên ai Hải quên rồi, tức là cái chính là luật sư Nguyễn Văn Đài, anh Vinny Trần, anh Hoàng Ngọc Diêu, đúng rồi, anh Hoàng Ngọc Diêu. Thì có một thời gian Khải rất mong muốn là tiếp tục cộng tác với anh Hoàng Ngọc Diêu, tại vì giống như Khải nói, ảnh là admin của X Cafe, và giống như Khải nói là X Cafe Khải nghĩ là đã thực hiện được, đã đạt được cái làm được cái việc mà Khải mong muốn làm mà không thực hiện được. Nhưng mà chẳng qua dù X Cafe bị phá sập, nhưng mà Khải nghĩ cái thời đại mới thì thật sự cũng không cần phải duy trì những cái diễn đàn thuần túy là diễn đàn giống như X Cafe, giống như Vietchat, giống như Trái Tim Việt Nam, giống như Đặc Trưng đồ này kia nữa, mà Khải nghĩ mình có thể dùng những cái nền tảng như là Facebook. Thành ra Khải nghĩ nếu mà Khải kết hợp với anh Hoàng Ngọc Diêu, lúc đó Khải mong muốn là sẽ làm chương trình với anh Hoàng Ngọc Diêu đều đặn, giống như cặp đôi đó, giống như bây giờ mà những cái cặp đôi giống như là Derek Phạm với Đỗ Dũng đó, thì Khải có ngỏ ý với anh, và anh Hoàng Ngọc Diêu rất là dễ thương, anh rất là tốt, lúc nào Khải hỏi ngỏ ý anh cũng ok, sẵn sàng hết á. Sẵn, Khải xin lỗi anh Diêu, là lúc nào Khải cũng đề nghị, Khải cũng lên chương trình, lên kế hoạch, mà cuối cùng là Khải lờ, Khải biến mất. Trong quan hệ gọi là nam nữ thì nó gọi là ghosting, tức là tự nhiên mình biến mất, không lời từ biệt, không lời giải thích, mà cũng không có tự nhiên cái giống như là hứa cuội rồi cho người ta ăn thịt thỏ đó, biến mất. Khải xin lỗi anh Diêu, nhưng mà chủ yếu là Khải muốn khi mà bắt đầu làm thì mọi thứ nó phải là đâu đó hoàn chỉnh, và đã làm là phải đã làm đến nơi đến chốn, chứ không có giữa đường đứt gánh rồi đánh trống bỏ dùi đầu voi đưa chuột. Thành ra Khải chỉ cứ lên chương trình Khải ngỏ ý hỏi trước, nhưng mà cuối cùng chưa có thực hiện được, thì Khải rất mong là anh Diêu thông cảm, thứ lỗi cho Khải, và trong thời gian rất gần để mà Khải giải quyết xong cái chuyện ở Nam Cali này thì Khải sẽ tiếp tục hy vọng sẽ được có được cơ hội làm việc lại với anh. Thì trở lại cái vấn đề cái forum của Khải, cái diễn đàn của Khải, tại sao Khải nói dài dòng là cái group mà trên Facebook đó, thì cách đây vài năm thì một buổi đẹp trời tự nhiên Khải nhìn lại, Khải thấy ủa tại sao tất cả những cái người mà có message, có trao đổi message qua Facebook với Khải đó là đều bị bắt hết, đều bị nhập kho, đều bị truy tố hết. Thì Khải tự nhiên Khải bất ngờ, Khải nghi, Khải ngờ, mà Khải thấy là ông Nguyễn Văn Đài này, ông là admin cho Khải, anh Nguyễn Văn, luật sư Nguyễn Văn Đài cũng vậy, rất là dễ thương, bất cứ lúc nào Khải gọi hay là Khải nói ồ cái gì mình làm chương trình là anh nói ồ, tại vì hình như Đài nhỏ hơn Khải vài tuổi, thì luật sư Nguyễn Văn Đài lúc nào cũng nói ồ anh cho Đài vài tiếng gì đó thì là anh em làm chương trình, lúc nào cũng vậy đó. Và khi mà lúc đó thì Khải mới không có thông báo gì cho luật sư Nguyễn Văn Đài hết, tự động Khải remove, tức là tước cái quyền làm admin của luật sư Nguyễn Văn Đài. Thì khoảng vài ngày sau, trong vòng một tuần là luật sư Nguyễn Văn Đài bị triệu tập, bị nhập kho. Và đó là lý do tại sao Khải phải remove luật sư Nguyễn Văn Đài ra khỏi cái nhóm admin. Tại vì lúc đó Khải nghĩ, Khải nói wow, bây giờ những cái người mà có liên lạc với message với Khải là hầu hết bị nhập kho hết. Những người mà, thành ra Khải tự nhiên Khải có một cái sự mà mình ngờ ngờ đó. Thành ra Khải nói, nếu mà những cái người đó lỡ bị nhập kho không sao, mà bây giờ ông Đài này ổng là admin, mà bây giờ nó vô nó coi như là ra lệnh bắt ổng, rồi nó tịch thu máy móc của ổng, đăng nhập vô là coi như nó nắm hết cái thông tin của cái group của mình, thì như vậy là rất là nguy hiểm. Thành ra đó là lý do tại sao mà Khải mới dời lấy lại cái quyền admin của luật sư Nguyễn Văn Đài, mà không hề hỏi ý kiến, không hề thông báo cho luật sư Đài biết. Thì mấy năm sau, khi mà luật sư Đài mà được phóng thích, mà được hay bị trục xuất ra khỏi Việt Nam mà định cư ở Đức á, thì Khải lại liên lạc. Khải nói luật sư Đài, cái hồi đó là tại vì cái group á, Khải sợ là luật sư bị bắt, rồi lỡ mà nó tịch thu máy, rồi nó nắm được cái thông tin của group, thành ra Khải mới remove
luật sư ra khỏi cái nhóm admin. Thì bây giờ luật sư qua Đức rồi, Khải mời luật sư tiếp tục làm admin. Thì luật sư lại tiếp tục, ông luật sư Đài ông rất dễ thương, ông không có giận hờn gì hết, ông vẫn ok. Thì Khải nói như vậy để các bạn biết là Khải duy trì cái group đó cho đến lúc gần đây luôn. Và khi mà Khải mời luật sư Đài tiếp tục đảm nhiệm cái vai trò admin, thì lúc đó gần như Khải giao khống cho luật sư Đài. Lúc đó là cái group, cái nhóm của mình nó có 20 mấy ngàn thành viên rồi, và sinh hoạt cũng rất là xôn tụ, Khải thấy cũng rất là đông đảo. Và Khải tránh, Khải không muốn là giống như cầm cân nảy mực để lúc nào cũng làm cái vai trò admin là bịt khóa rồi mở rồi ban bố lê rồi quyền hạn. Khải không muốn làm mấy cái chuyện đó, bởi vậy Khải mới bán cái, Khải nhờ luật sư Nguyễn Văn Đài làm. À, thì tự nhiên cách đây 1-2 năm thì Khải thấy cái group đó nó biến mất, nó bị khóa gì đó, nó Facebook nó báo cho Khải biết là mình vi phạm cái gì đó rồi nó đóng luôn. Mà lúc đó thì Khải cũng bận bịu một số việc, mà giống như Khải nói, Khải đã không theo dõi, đã không có điều hành cái group đó mấy năm trời rồi. Từ lúc mà Khải nhờ luật sư Đài lo thì Khải không có theo dõi nữa. Thành ra tự nhiên Khải thấy nó báo vậy thì Khải cũng chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà nói cho các bạn biết để các bạn hiểu là Khải đã bỏ rất nhiều thời gian để duy trì, lập những cái nhóm, duy trì những cái diễn đàn như vậy. Và những cái group mà Việt Youth Forum, diễn đàn tuổi trẻ, nó có là chúng tôi đã có những cái quan hệ làm việc với những người như là luật sư Đài. Bởi vậy cách đây 1 năm, khi mà luật sư Đài mà đưa ra cái ý kiến mà trước khi mà lên Phú Sa TV mà gây gọi là có một cái chút ít mà gọi là cọ sát với ông Ngô Kỵ đó, thì Khải đã trình bày rồi. Khải nói là Khải không dám chụp mũ luật sư Đài là cái gì hết, giống như Ngô Kỵ ông nói. Nhưng mà Khải nói rằng là cái chuyện mà luật sư Đài nói là kết hợp với luật sư Đài để hợp tác, để mà chung sức với N10 TV, thì trong vòng mấy tháng thì sẽ đánh đổ, giật sập chế độ. Thì Khải nói là cái chuyện đó nó rất là mông muội, nó rất là ú chỉ. Tại vì Khải trình bày với các bạn là Khải sinh hoạt trong cái lĩnh vực này, mà Khải mong mỏi dùng những cái phương tiện nền tảng xã hội này là từ mấy chục năm nay rồi, chứ không phải mới đây. Thành ra Khải đã giải thích, và bằng chứng quý vị thấy rõ ràng cách đây 1-2 tuần thôi là bên Việt Nam họ đã giật sập, họ đã đóng cửa, họ đã yêu cầu YouTube dẹp cái kênh của luật sư Đài, cũng giống như họ đã từng giật sập X Cafe. Và phải khoe họ đã phá rối, họ đã, tức là nhân viên của họ, chứ cũng chẳng phải bản thân ông Võ Văn Thưởng hay là nhân vật gì cao cấp. Có thể là những cái là chuyên viên nó cao hơn dư luận viên, tức là cái hàng ngũ, cái nguyên một cái binh đoàn mà bảo vệ chế độ bây giờ, kính thưa quý vị, họ không sử dụng AK, họ không sử dụng lựu đạn, họ sử dụng máy vi tính. Tức là họ bảo vệ chế độ bằng cách là họ phải phá tan những luận điệu xuyên tạc, hoặc là giật sập những cái kênh, những cái trang mạng đối lập với đảng, lên án, nói ra những cái sai trái của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy Khải là cái đối tượng mà họ lúc nào, tức là lúc nào Khải cũng phải đối đầu, cũng bị họ gây rối, họ phá hoại. Và họ đã thành công, có nghĩa là những cái kênh, những cái trang mạng mà do Khải tạo ra, duy trì và thực hiện và duy trì đó, thì hầu như không có phát triển lớn mạnh được. Còn cái đó là cái, nhưng mà Khải nói Khải không có bỏ cuộc. Thành ra chưa biết mèo nào cắn mưu nào. Khải nói có thể cho đến giờ phút này là Khải phải công nhận là nhân viên của bạn Thưởng là nếu mà nói về tỷ số thì có thể họ 100, Khải zero. Tức là họ xuất thủng lưới Khải cả 100 lần rồi. Họ giật sập kênh Khải, họ đóng kênh YouTube của Khải, họ chụp mũ vu khống, họ bôi nhọ Khải, và hầu như họ đã gọi là phá nát cái uy tín, cái tên tuổi của Khải. Họ biến cho rất là lèo lái hướng dẫn dư luận, để cho dư luận đồng bào trong nước nghĩ rằng là chắc Khải Đào là thằng khùng, thằng hoang tưởng đồ này kia. Rồi những cái kênh, những cái trang mạng, những cái diễn đàn của Khải lèo tèo 2-3 người. Nhưng mà cái quan trọng Khải muốn nhắc cho bạn Thượng biết,
Tức là chừng nào mình rời khỏi bàn, đóng nắp quan tài, đóng đinh rồi thì mới luận tội, mới luận công, mới biết ai thành ai bại. Thành ra chừng nào Khải còn tiếp tục gọi là vẫn còn chiến đấu, vẫn còn đeo đuổi cái công việc của Khải thì cũng chưa chắc là ai về đích, ai sẽ là người chiến thắng, ai sẽ có những cái thành tựu, hoặc là ai sẽ là người thất bại toàn tập. Có điều Khải công nhận là họ rất là tại vì cả một cái guồng máy như vậy, kính thưa quý vị. Thành ra nói dông dài để cho quý vị biết là cái chuyện mà giống như Khải đã từng nói, cái đám mà to mồm bên đây đó, kể cả tại sao Khải nói là N10TV, Khải không tin đó là một cái kênh chống cộng. Tại vì Khải nói bây giờ chứng minh cho quý vị thấy, nếu mà Việt Nam họ giật sập được kênh Luật Sư Đài, tại sao mà họ vẫn để cái kênh N10TV nó có triệu view? Quý vị tự suy nghĩ. Thành ra Khải mới nói là cái đám to mồm ở đây đó, nó chỉ là chửi cộng kiếm cơm, chửi cộng kiếm view, tức là chống cộng củi thôi. Còn nguyên có băng tụi nó thì chửi cộng kiếm ghế, chửi cộng kiếm phiếu, khoác cờ vàng, dựng cờ vàng, là những cái trò mèo hết. Giống như các bạn thấy là Nam Quan mấy chục năm nay, nó năm nay cũng 50 tuổi rồi, thì các bạn cứ nhìn lại, Khải kể với các bạn, ít nhất cái nick Việt Youth là có mặt trên mạng xã hội từ năm 1999. Còn trước đó Khải làm cái gì thì Khải không cần nói cho các bạn biết. Nhưng ít nhất công khai còn lưu trữ vết tích giấy trắng mực đen là cái nick Việt Youth có mặt trên mạng xã hội từ năm 1999 và liên tục chưa bao giờ biến mất, chưa bao giờ mà gọi là ngưng nghỉ, liên tục duy trì có mặt trên mạng xã hội trên từng cây số để mà phanh phui, để mà vạch trần những cái chiêu trò gian trá, những cái bất cập trong xã hội, những cái sai trái của nhà nước Việt Nam liên tục liên lụy từ năm 1999 cho đến bây giờ. Thành ra Khải nói cái đám này nó không xứng đáng để mà nói chuyện yêu nước, nói chuyện đấu tranh với Khải, trừ những người như anh Trần Văn Bá, thì là những người mà Khải có thể Khải coi là đàn anh, là thần tượng, Khải kính phục, Khải tôn trọng thôi. Còn cái đám khốn nạn này thì chỉ là những cái đứa mà to mồm. Quý vị phải hiểu, khi chúng tôi dùng chữ chống cộng bằng mồm thì phải nói rõ rõ ràng theo tiếng Mỹ là only. Chứ còn những cái đứa mà nó bịt bợm, nó lưu loa, nó nói không chống cộng bằng mồm chứ chống cộng bằng gì? Không có ai chửi mày, không có ai chửi tụi bay là tụi bay chửi cộng hết. Nhưng mà là tụi bay chửi cộng cuối, tụi bay chống cộng bằng mồm only, nói cái miệng thôi, diễn tuồng, chửi cộng để kiếm cơm, kiếm phiếu, câu view, trục lợi, chứ hoàn toàn không có một cái nguyên tắc, không có lý tưởng, không có thật lòng. Bằng chứng giống như Khải trở lại, Nam Quan nó 50 tuổi rồi, nếu mà Nam Quan là một người yêu nước, là một nhà đấu tranh, một người chống cộng, các bạn thử truy ngược lại cho Khải xem cái quá trình hoạt động của Nam Quan. Mạng xã hội nó có từ, giống như Khải nói, thế kỷ 20 rồi. Bây giờ Khải thách thức Nam Quan trưng ra cho Khải coi, trước năm 2000, Nam Quan có bao giờ tham gia hoạt động xã hội, tham gia đấu tranh, tham gia cộng đồng, hoặc là tham gia tranh luận, bàn thảo chính trị, hay là lên tiếng như bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh? Suy nói hồi Việt Nam, suy đâu phải nhà đấu tranh gì đâu, suy chỉ là một bà mẹ rồi đơn thân, rồi vô tình đi ra ngoài nạp đơn, thấy bất bình, thấy những cái bất cập thì suy lên tiếng thôi. Không cần phải là người có ý thức chính trị, là thành viên của tổ chức chính trị, đảng phái chính trị gì hết. Bây giờ Nam Quan thử trưng ra bằng chứng cho quý vị xem là từ năm mười mấy, hai ba chục tuổi, trước khi mà tham gia cái băng đảng mafia chính trị Trần Thái Văn Chí Tạ, Nam Quan đã có những sinh hoạt gì để mà chứng minh là có quan tâm đến cộng đồng, quan tâm đến văn hóa dân tộc, có quan tâm đến chính trị, đã dấn thân, đã đấu tranh? Zero, hoàn toàn không có.
Có nghĩa là lo đú đỡn, lo gái gú, lo ăn chơi, lo đua đòi. Đúng không ạ? Phải nghe kể toàn là như là ba party rồi gái gú rồi siêu sao, tức là ăn chơi đua đòi xe xua. Nhưng tại sao lại có chuyện tham gia băng đảng mafia chính trị Trần Thái Văn? Cô Kẹo Ngọt cũng nói rất hay, Khải phải công nhận đó là cái thiếu sót của Khải. Khải chỉ tính chứng minh cho quý vị thấy là Nam Quan là con cờ, là agent do bên Bộ Công an, Cục An ninh, Ban Tuyên giáo, Ủy ban người Việt ở nước ngoài, Tòa lãnh sự Cộng sản, họ giống như con gà của họ gài vào để mà cài cắm vào cộng đồng để có cái chỗ đứng, có chức vụ ở dòng chính để phục vụ quyền lợi của nhà nước Việt Nam. Khải đang tính, tức là cái chứng minh của Khải, Khải chỉ tính chứng minh như vậy thôi. Nhưng mà cô Kẹo Ngọt cũng nêu ra một điểm rất là hay, Khải 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 phải ghi nhận là như vậy. Cũng mới nói là cái lúc á, mà giống như Nam Quan mà chuẩn bị sắp bị vợ bỏ đó, là Nam Quan ở cái ngã ba đường, ở cái ngã ba đường. Kính thưa quý vị, ý Khải nói là gì? Là những cái đứa mà cơ hội chủ nghĩa, những cái đứa mà không có đạo đức, không có lập trường, không có lý tưởng đó, thì nó chỉ vì quyền lợi thôi, nó có thể làm bất cứ một cái gì, nó không có gọi là một cái nguyên tắc, không có một cái lập trường gì hết. Có nghĩa ngã ba đường là sao? Là cái thời điểm Khải chuẩn bị, Khải phanh phui, Khải công bố thiên hạ, Khải trưng ra bằng chứng để cho quý vị thấy Nam Quan là người do Đảng Cộng sản nhà nước Việt Nam cài cắm qua đây để ứng cử vào Hội đồng thành phố Westminster. Cái điều đó là điều 100% là sự thật, Khải sẽ chứng minh cái chuyện đó là sự thật 100%. Nhưng mà cô Kẹo Ngọt có nói ra một điều, Khải mới nghĩ lại, Khải nói ồ hay. Có nghĩa là cái gì? Ngã ba đường là cái lúc Khải biết như vậy, cái đó là sự thật và Khải có bằng chứng và Khải biết như vậy. Nhưng có thể là như vậy, cái ngã ba đường là cái lúc Khải biết nó là như vậy, nhưng cái ngã ba đường là có thể bây giờ Nam Quan vẫn tiếp tục là con gà, là con cờ, là agent, là tay sai, không phải là cán bộ, không phải là đảng viên, chỉ là một cái con cờ, một cái đứa mà được, tức là sẵn sàng mà bên kia họ sử dụng, giống như là Hoàng Duy Hùng, giống như là Nguyễn Quang Trường, ví dụ như vậy thôi. Tức là trong có những cái vai trò gì họ cần sử dụng thì họ sử dụng. Thì có thể cho đến giờ phút này Nam Quan vẫn là làm việc theo cái sự chỉ đạo của ban tuyên giáo của nhà nước Việt Nam. Nhưng ngược lại, giống như cô Kẹo Ngọt cô nói, có thể là Nam Quan đã phản thù. Tức là cái hồi Khải biết và Khải sẽ chứng minh vào cái thời điểm đó nó là như vậy, Nam Quan được cài cắm. Nhưng giống như cô Kẹo Ngọt nói, khi mà đúng cái thời điểm đó, tại vì cái thời điểm đó Nam Quan chưa bị vợ bỏ, thưa quý vị. Tức là Nam Quan lúc đó vẫn còn là gia đình êm ấm, có vợ là dược sĩ. Người ngoài nhìn vô vẫn thấy là nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, xe xịn. Đâu biết là cái đó là hoàn toàn do của vợ hết, tài sản của vợ hết, công lao của vợ hết. Còn cái thằng chồng trên răng dưới dép, không nghề, không ngỗng, không không thu nhập, không đóng góp gì hết. Nhưng mà người ngoài như Khải đâu biết đâu, Nam Quan dẫn về nhà chỉ thấy là vợ là dược sĩ, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan vậy thôi. Bởi vậy Kẹo Ngọt nói một câu rất là hay, ngã ba đường là sao? Khi mà đứng trước cái khả năng có thể là mất tất cả, không còn gì, đang từ là một đứa là vợ, thay vì như người ta nói là bà bác sĩ, tức là vợ của bác sĩ gọi là bà bác sĩ, thành ra cái này gọi là ông dược sĩ, tức là chồng của dược sĩ là ông dược sĩ, đang là một ông dược sĩ, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, đi xe xịn, đùng một cái vợ nó đuổi ra khỏi nhà, ngày hôm sau ra đường homeless trắng tay, không biết là lấy đâu để mà tiền đâu đút mõm sống qua ngày đủ xăng. Bởi vậy ông Nguyễn Phương Hùng ông nói là mấy tháng trời là đi lê lết, là phải gọi là đi cái scooter, không có xe để mà chạy. Khi mà nằm trong cái tình huống đó thì Nam Quan phải có chọn lựa, và giống như Khải nói, một cái đứa gian manh, một cái đứa
vô liêm sỉ một cái đứa không có đạo đức, không có lập trường, không có nguyên tắc, thì nó sẽ sẵn sàng làm tất cả cái gì. Giống như trong phim kiếm hiệp các bạn thấy đó, con người ta hơn nhau chỉ có chỗ đó thôi, tức là phải đọc những cái triết lý bây giờ đó, xã hội Tây phương nó nói như vậy. Con người hơn nhau là gì? Có cái sự chọn lựa. Con người hơn loài vật súc sanh là cái quyết định, mình quyết định, chứ không phải làm theo cảm tính, làm theo cái nó gọi là built in, tức là tạo hóa đã lập trình mình rồi. Đói là ăn, thấy cái gì cũng vụt mặt vô ăn, hay là gặp gái là phập, ví dụ như vậy. Cái đó là theo theo cái nó gọi là cái phản xạ, theo cái phản ứng, theo cái cảm tính. Cái đó không phải là phần con người. Phần con người là cái quyết định, cái chọn lựa. Thì cái người có đạo đức, có liêm sĩ, có lương tri thì người ta lúc nào cũng phải quyết định dựa trên cái nền tảng luân lý, đạo đức, nguyên tắc, lý tưởng, quyền lợi của cộng đồng, quyền lợi của dân tộc, quyền lợi của nhân loại, chứ không phải như súc vật mà là chỉ có biết có mình. Nhưng mà giống như Khải nói, những đứa như Nam Quan thì nó sẽ như vậy. Bởi vậy Khải mới nói có thể như cô Kẹo Ngọt có nói là đúng cái ngã ba đó, thì nó đang là được bên kia, nó hứa hẹn với bên kia sẽ phục vụ cho bên kia, nhưng có thể Nam Quan nó đã phản thù. Và tại sao nó phản thù? Có nghĩa là nó đầu quân vào cho băng đảng Trần Thái Văn, băng đảng Chí Tà. Tại vì nó thấy cái trước mắt, cái lợi trước mắt. Giống như ông Lê Công Tâm, tại vì Khải đã từng, ông Lê Công Tâm đã từng có những cái lời hứa hẹn, đã từng vẽ ra những cái kế hoạch đó cho Khải, và có thể Khải nhìn và thấy được là ông Lê Công Tâm đã vẽ ra cái kế hoạch cho Nam Quan giống hệt như ông đã từng vẽ ra cái tương lai cho Khải. Tức là mày về đây, tao sẽ đào tạo mày, tao sẽ groom, groom tức là đào tạo, uốn nắn, nhào nặn mày để mày thay thế Chí Tà. Mày ngon lành hơn Chí Tà, đó là ông Lê Công Tâm ông nói. Mày tướng tá ngon lành hơn, tiếng Anh giỏi hơn, mắc mớ gì mày dư sức qua mặt Chí Tà. Chỉ có cái là Khải hơi ngang ngược. Cái chuyện này thì Khải phải xin lỗi ông Lê Công Tâm, cái đó là lỗi Khải. Khải xin lỗi lần nữa khi mà Khải nổi nóng, Khải nói bậy với ông, cái đó là lỗi Khải. Có nghĩa là ở vào cái vị thế đó, cái lúc đó ông Lê Công Tâm ông làm chương trình cho Khải ngồi trên tivi, thì ông chạy cái tít ở dưới là kỹ sư Khải Đào, thì Khải mới chửi ông: anh mắc mới, anh đề tôi kỹ sư mẹ, tôi muốn làm kỹ sư, tôi đi học kỹ sư mắc mới, tôi đâu phải kỹ sư đâu, anh đề kỹ sư Khải Đào. Thì cái đó là lỗi của Khải. Nhưng ngược lại, ông Lê Công Tâm tiếp tục sử dụng cái chiêu đó với Nam Quan, kỹ sư Nam Quan. Khải nhìn là Khải biết liền, mặc áo vest. Tại vì ông Lê Công Tâm dạy Khải, từ giờ trở đi mày ra đường lúc nào cũng phải đồ vest, không bao giờ mà ra đường để cho người ta thấy mày đầu xù tóc rối luộm thuộm, lúc nào cũng phải là quần áo lược, là bảnh bao fluentin, là bóng nhoáng đồ này kia. Không, ông Lê Công Tâm nói đúng, không có gì sai hết. Chỉ có Khải là đứa ngang ngược, Khải không chấp nhận như vậy. Khải là người thật việc thật, Khải không thích giả tạo. Đó là lý do tại sao Khải từ chối, Khải không có làm việc với ông Lê Công Tâm. Còn ông Lê Công Tâm có hứa với Khải nói mày, tại vì lúc đó thân thiện, gọi là mày tao là một cách thân thiện đó, nói mày theo tao dư sức đó. Thì Khải nghĩ ông Lê Công Tâm đã tiếp tục dùng cái bài bản đó để mà đưa Nam Quan ra, và Khải cũng hơi gọi là ngông cuồng khi mà cái mùa bầu cử trước Khải tuyên chiến với ông Lê Công Tâm. Khải nói là Khải, và rõ ràng là thật sự nếu mà nói là ông Lê Công Tâm thắng thì cũng không hẳn, tại vì giống như Khải nói, quý vị phải nhớ là trong cái địa hạt của khu vực của Nam Quan đó có 15.000 cử tri ghi danh, thì Nam Quan chỉ được có 1-2.000 phiếu thôi, tức là mới được có 1/10 số phiếu mà cử tri ghi danh đi bầu thôi. Có nghĩa là cái phần còn lại người ta chia ra cho hai cái ứng cử viên đối đầu với Nam Quan, và rất nhiều người đã không đi bầu. Thành ra mặc dù Nam Quan đắc cử, nhưng mà đối với Khải thì nó chứng minh cho Khải thấy là Nam Quan chỉ được có 1/10 số phiếu của cử tri thôi. Có nghĩa là cử tri họ đã đa số không có ủng hộ tín nhiệm Nam Quan. Nhưng mà nói chung thì bây giờ ngồi kể lại thì dông dài, nhưng mà sự thật vẫn là Nam Quan đắc cử. Có điều Khải muốn nói như vậy, kính thưa quý vị, Khải muốn chứng minh cho quý vị thấy là Nam Quan giống như cô Kẹo Ngọt nói, có thể là giữa đường là quay xe,
là trở mặt bên, bên Việt Nam, mà không biết tại sao Việt Nam họ không xử Nam Quan, đó là chuyện của họ. Còn có hai hướng thôi, một là Nam Quan vẫn đang tiếp tục phục vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam giống như những gì Khải biết và Khải sẽ chứng minh. Còn không thì giữa đường Nam Quan quay xe trở mặt với Việt Nam để mà đầu quân cho băng đảng mafia Trần Thái Văn. Có điều quý vị đừng có nghĩ là đầu quân cho băng đảng mafia Trần Thái Văn, Nguyễn Quốc Lân, Chí Tạ là đối đầu với Đảng Cộng sản Việt Nam. Khải cũng sẽ chứng minh cho quý vị thấy là cái băng đảng này nó đã quay xe, nó đã đầu quân cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rồi. Thành ra bây giờ nếu mà Nam Quan quay xe mà đầu quân cho tụi nó thì không có nghĩa là Nam Quan trở mặt với nhà nước Việt Nam, mà cũng chỉ là về cái mặt nổi là tham gia một cái băng đảng gọi là Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà thật sự bên Việt Nam họ biết là nguyên đám tụi bay cũng đã quy thuận triều đình hết rồi. Bằng chứng là Bùi Mạnh Cường đã về Việt Nam. Trước khi về Việt Nam là đã ngồi chung vai sát cánh với Nhật Linh. Nhật Linh kêu câm mồm là câm mồm, cho nói mới nói, và sau đó đã biến mất về Việt Nam. Có nghĩa là băng đảng này Khải cũng sẽ chứng minh, mặc dù Khải không có dám nói 100% gọi là quả quyết giống như trường hợp của Nam Quan. Trường hợp của Nam Quan Khải sẽ trưng ra bằng chứng, không thể chối cãi, không thể chối cãi là Nam Quan là vào cái thời điểm đó cách đây 2 năm là do bên Việt Nam cài cắm để ra ứng cử. Cái chuyện đó là sự thật 100%. Còn cái chuyện mà giống như Chí Tạ, Trần Thái Văn, Bùi Mạnh Cường đã quay xe phục vụ cho Phước Lộc Thọ, phục vụ cho Tư Bản Đỏ, sẵn sàng hợp tác phục vụ cho quyền lợi của nhà nước Việt Nam là ít nhất đối với Khải, Khải khẳng định như vậy. Nhưng mà Khải không có thể hứa là Khải sẽ chứng minh được chuyện đó. Khải chỉ có thể nói với các bạn là Khải tin là như vậy, hỏi Khải kết luận khẳng định là như vậy. Còn Khải không có dám hứa là chứng minh được. Nhưng nếu mà nhìn ra như vậy thì sẽ thấy là thật sự Nam Quan vẫn là đang bịt bợm đồng hương, bịt bợm cộng đồng mà thôi. Và qua mấy ngày nay thì Khải muốn nhắc nhở là quý vị phải nhìn cái vấn đề là giống như Khải nói đó, là bây giờ nó một cái quá trình mấy chục năm trời. Khải chỉ kêu gọi quý vị bỏ chút thời gian để nhìn lại, để truy cập, để đối chiếu, để so sánh, để tìm hiểu, để thấy được cái chân tướng của sự việc, để thấy được những lời tố cáo của Khải là sự thật hay là những lời vu khống, có cơ sở, có căn cứ hay là nói bừa, để thấy được sự thật. Vậy thôi. Còn những cái chuyện mà gần đây là Khải có thể nói trước là cái trọng tâm, cái cứu cánh của họ là cái chức giám sát viên của Trần Thái Văn. Và có thể họ đang là đi trước chúng ta, tức là giống như chơi cờ tướng đó, họ đi trước chúng ta rất là nhiều nước. Có thể là họ đã đang diễn tuồng, đang chơi chiêu, đang giở trò, đang gọi là toa rập với nhau để mà bày, để mà diễn tuồng qua những cái sự việc gần đây. Giống như Khải nói, và họ đưa ra cái trò để mà hô hào la lối lên là chuẩn bị sa thải cô tổng quản trị Christine Gordon. Để mà rõ ràng quý vị thấy vào cái thế như vậy thì Charlie là nó nằm ở cái thế win, đường nào cũng thắng. Bây giờ Charlie mà bỏ phiếu yes thì rõ ràng họ đạt được cái mục đích của họ là sa thải cô này để đưa người của họ vô làm tổng quản trị, và vừa là bên hành pháp, vừa là bên lập pháp, hội đồng thành phố cũng là họ nắm đa số, mà bây giờ tổng quản trị là người của họ thì họ nắm cả cái thành phố Westminster. Họ muốn ký hợp đồng với ai, họ muốn cho ai tiền thưởng công cho ai, muốn phạt ai là hoàn toàn đâu còn tiếng nói đối lập nữa, đâu có ý kiến trái chiều nữa. Nhưng ngược lại, nếu mà giống như Khải nói, vì cái sự phản ứng quá mãnh liệt của cư dân mà họ không, Charlie nó đâu có ngu, không thể nào mà dám đi ngược lại lòng dân một cách gọi là đối đầu 180 độ như vậy được. Thành ra nó mới giả vờ ra vẻ ta công chính liên minh, sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng, lắng nghe, bỏ phiếu no, thì ít nhất là được lòng dân, tạo được cái tiếng thơm, đúng không ạ? Được nhiều người, coi như nếu mà nhiều người hời hợt không có theo dõi,
không có nắm được vấn đề giống như những người như Khải thì thấy ô anh thị trưởng này quá tốt, quá hay, quá sáng suốt, quá công minh, chí công vô tư. Rồi giống như gần đây đám Nhật lên là nó ô chứng minh là như vậy là chúng tôi không phải là tam nhân bang. Khải muốn kêu gọi quý vị, và dù quý vị nói là cái thằng đó là chuyên môn chửi cha mắng mẹ, cái thằng đó tối ngày say xỉn, cái thằng đó là đánh đập vợ con, hành hạ súc vật, ví dụ như vậy. Khi mà những người như Khải tố cáo như vậy thì Khải chỉ yêu cầu quý vị nhìn lại quá khứ. Tức là giả dụ ngày tuần trước Khải tố cáo là cái thằng đó chuyên môn là hành hạ vợ con, đúng không ạ, hành hung vợ con đó, domestic violence, bạo hành gia đình, chửi cha mắng mẹ. Thì nếu mà quý vị là những người công tâm, khách quan thì quý vị phải truy ngược lại quá khứ cách đó 1 năm, 2 năm, 3 năm, coi à thằng này nó có phải giống như là Khải Đào tố cáo hay không. Chứ không phải sau đó, sau khi Khải tố cáo rồi nó mới trở, nó thấy bắt đầu bao nhiêu người đến điều tra, quay phim, chụp hình, tìm hiểu. À, lúc đó nó bắt đầu nó mua bánh cho vợ, nó mua kẹo cho con, nó chấp tay vái ba má rồi vuốt ve nịnh bợ. Rồi lúc đó quý vị về quý vị ơ thằng Khải Đào nói xạo, thằng này nó rất là hiền. Như vậy hóa ra là mình, một là mình quá ngây thơ, mình vô tri, hay là mình vô hình chung mình bao dung cho tội phạm. Quý vị hiểu Khải nói không ạ? Khi mà bị tố cáo thì mình muốn biết sự thật thì mình phải nhìn lại quá khứ để coi cái lời tố cáo đó nó có đúng hay không. Chứ mình không thể nào mà người ta tố cáo xong rồi mình mới đến mình xem à, bắt đầu từ giờ trở đi nó có phải là như vậy hay không. Như vậy nó đâu có công bằng. Đâu có cái thằng ngu nào mà mặc dù nó là cái thằng côn đồ, hung hăng, bạo hành vợ con, nhưng mà khi mà đã bắt đầu bao nhiêu người đến bắt đầu điều tra thì lúc đó nó đương nhiên nó có ngu cách mấy như Charlie thì nó cũng phải tìm cách nó dặn lại, nó đóng kịch chứ. Thì trở lại kính thưa quý vị, nếu mà nói là băng đảng tam nhân bang này có toa rập với nhau, có bỏ phiếu và giống nhau không, thì quý vị chỉ việc nhìn lại trước đây 6 tháng này tụi nó có bỏ phiếu y chang nhau hay không. Chứ đâu phải sau khi bị tụi Khải tố cáo đồng hương chuẩn bị chúc phế Nam Quan rồi bây giờ nó đóng kịch, nó giả vờ nó bỏ phiếu không giống nhau, rồi quý vị nhào ra quý vị nói ô đúng rồi nó đâu có bỏ phiếu giống nhau đâu, cái đám Khải Đào này là vu khống cho nó. Quý vị nghĩ như vậy có công bằng hay không? Có sáng suốt hay không? Dạ vâng, cái đó là cái Khải muốn điểm đó, Khải muốn điều Khải muốn nói thôi. Có nghĩa là Khải chỉ hy vọng là quý vị bỏ chút thời gian để tìm hiểu, để so sánh, để đối chiếu, để thấy rằng là những cái lời tố cáo của tụi Khải, Khải không dám nói là chí công vô tư, nhưng mà ít nhất là hoàn toàn là sự thật. Có sao nói vậy? Không phải là chân lý, có thể Khải sai, nhưng nếu mà có sai là cũng nó gọi là cái gì đó là một cái khách quan phải không ạ? Khải quên cái từ Việt Nam rồi. Có nghĩa là nếu có sai là tại vì Khải biết đến đâu Khải nói đến đó thôi, chứ không phải là Khải đặt điều bịa chuyện. Mà cái mục đích là không phải vì thù hằn cá nhân, đố kỵ, tranh giành quyền lực, mà cái mục đích chính là để bảo vệ danh dự của cộng đồng, bảo vệ quyền lực của cộng đồng, sức mạnh chính trị của cộng đồng, bảo vệ danh dự cộng đồng, và để mà góp phần làm sạch cộng đồng, để mà có thể cải thiện cái môi trường sinh hoạt chính trị của cộng đồng, để mà góp phần để mà xây dựng cộng đồng, để phát triển thành phố. Và Khải chứng minh là Khải đã làm cái việc đó mấy chục năm nay, không ai mướn, không ai sai, cũng chẳng ai trả công cho Khải hết á. Mặc dù gần đây đã có một số người cũng một số mạnh thường quân cũng thấy được cái việc làm của Khải, cũng có giúp đỡ Khải một ít về phần tài chính, ít nhất để mà Khải không có bị chết đói, cũng có tiền đủ xăng đồ này kia, chứ không phải mà để Khải mà đú đỡn để mà xung xoe, để mà ăn chơi mua máy mua móc là
đua đòi gì hết, nhưng mà ít nhất đó cũng là một cái phần Khải cảm thấy rất là an ủi. Và vì vậy mà Khải mới nói là cái công cuộc mà bái nhiệm Nam Quan là Khải một lần nữa xin khẳng định là đang tiến hành rất là suôn sẻ, và Khải đã làm việc, đã nói chuyện được với một số người thân hào, nhân sĩ, những người có uy tín, có tư cách, có trình độ, có khả năng, có địa vị, cũng như một số những tổ chức mà Khải nghĩ là cũng có uy tín trong cộng đồng. Và riêng phần Khải, Khải sẽ cố gắng để mà làm tròn cái vai trò của mình là coordinator, tức là một cái trung tâm để mà một cái giao liên, một người giao liên để mà coordinate, để mà giống như là giao liên thôi, chứ không phải là mình không phải là lãnh đạo, không phải lãnh tụ của ai hết. Mình chỉ là cái người mà dư thời gian, tỷ phú thời gian, và mình hứa là mình là kiên định lập trường, kiên trì, không bỏ cuộc, giữ vững lập trường và đeo đuổi đến cùng, để mà làm cái vai trò này là vai trò giao liên, để mà giữ liên lạc, cái đầu mối để mà liên lạc với mọi người, vậy thôi. Và Khải có thể báo cáo với mọi người là cái công cuộc này rất là khả quan, và nếu mà có những thành phần nào mà tìm cách tung hỏa mù, mà gây rối thông tin, mà hô hoáng nói rằng là ồ đây là cái việc làm phe nhóm, thù oán cá nhân, đố kỵ, ganh ghét, tào lao, thì quý vị cứ an tâm, cứ cho chúng tôi thời gian. Thời gian sẽ chứng minh cho mọi người thấy đây là cái việc làm rất là chính đáng, rất là đúng đắn, rất là cần thiết. Và đây là cái công cuộc của nó gọi là tập thể, collective effort, cái mong muốn của tập thể. Và Khải sẽ chứng minh đây là đáp ứng lại cái nguyện vọng chung của cử tri, của cư dân. Và một lần nữa Khải kêu gọi mọi người bỏ chút thời gian tìm hiểu, nếu mà chưa có hoàn toàn tin tưởng chúng tôi thì cho chúng tôi thời gian và xin tiếp tục theo dõi, tìm hiểu. Và khi nào quý vị so sánh đối chiếu mà thấy được cái chân tướng của sự việc và thấy rằng là chúng tôi hoàn toàn là gọi là không có cái động lực gì mờ ám, không phải vì ghen tị, đố kỵ, tranh giành quyền lực, bè phái, phe nhóm, tranh giành ảnh hưởng, mà đây là cái việc chung, thì rất mong một ngày nào đó sẽ đón nhận được sự đồng tình, ủng hộ cũng như giúp đỡ của quý vị. Và nếu mà quý vị cảm thấy là cái việc làm của chúng tôi nó thích đáng thì rất mong quý vị có thể bỏ chút thời gian để chia sẻ cái thông tin này, để nói cho bạn bè thân nhân của mình biết về cái vấn đề này, và nhất là những người ở xa. Khải hy vọng quý vị đừng có để cái cảm tính của mình vì thấy những cái YouTuber này, băng đạn của họ, tay sai của họ dùng YouTube chửi cộng, ra rạ chửi cộng, mà lầm tưởng cho rằng là họ là những người chống cộng, để từ đó vì cái cảm tính cho rằng là họ là chống cộng, thành ra họ là người nhà phe ta, và bảo vệ họ cho rằng là họ là những người có chính nghĩa, là những học về Việt Nam Cộng Hòa. Thì Khải, giống như Khải trình bày, Khải sẽ chứng minh, trưng ra bằng chứng cho quý vị thấy Nam Quan đã từng là được do bên nhà nước Việt Nam họ cài cắm vào cộng đồng chúng ta. Còn bây giờ nếu mà Nam Quan có tham gia với cái băng đảng Trần Thái Văn thì thật sự cái băng đảng này cũng hoàn toàn không có thực sự là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, không có thực sự chống cộng, mà họ sẵn sàng phục vụ quyền lợi của Tư Bản Đỏ, sẵn sàng hợp tác làm ăn với Việt Nam, giống như trường hợp Châu Đỗ Vinh. Khải nêu tên thẳng luôn, Khải sẽ chứng minh nếu mà Châu Đỗ Vinh dám cãi, Khải sẽ chứng minh Châu Đỗ Vinh cũng không chẳng có chống cộng gì hết, và đã từng làm việc, đã có quan hệ rất là mật thiết với Nguyễn Quang Trường. Và đó là những điều Khải có thể khẳng khái tuyên bố như vậy. Một lần nữa rất mong đón nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của đồng hương, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tới. Xin thân ái chào tạm biệt.